nhập hàng về trước rồi chạy quảng cáo hay là chạy quảng cáo rồi mới nhập hàng thông thường bên nho thì phải test test chán chê mới dám nhập hàng chứ không dám nhập hàng bậy đâu chạy quảng cáo cũng thế chạy quảng cáo các bạn phải test sẵn chán. chán đi các bạn có thể test nếu mà sản phẩm mà có ở việt nam thì có thể nhập ở việt nam về để test còn nếu mà sản phẩm mà không có việt nam thì mới phải nhập bên trung và thông thường ấy, thì bọn nho chẳng hạn như một cái sản phẩm này đi nên nho lấy ví dụ là cái sản phẩm này đi thì việc lúc đầu á những sản phẩm nào mà nho am hiểu á thì nho có thể nhập luôn 10 cái 20 cái còn sản phẩm mà nó không am hiểu một tí nào á, thì nó chỉ nhập một cái thôi để về nó dùng thử thôi Đấy, còn sản phẩm nào như sản phẩm này là nó am hiểu này Đấy, thì là nó có thể là nhập 10 cái 20 cái về sau đó thì Nho bán thử bán thử bằng cách là chạy quảng cáo hoặc là bằng cách mà live stream để xem là người xem người ta có tương tác cùng với mình không người xem người ta có cùng đồng đồng quan điểm với mình người ta có thích hay không nếu người ta thích người ta đồng quan điểm với mình nhé thì mình sau khi mà bán hết hàng chẳng hạn như là nho nhập về uh, nho nhập về thì uh, nó ví dụ như là à, uh, 10 đi vụ nhau nhập về 10 cái hay là 20 cái đi đó kiểu như thế thì bắt đầu là các bán thử bán thử đi nó sẽ dừng lại một nhịp tầm một tuần để xem xem là đánh giá feedback như thế nào đấy người ta có đánh giá feedback tốt hay không nếu anh giá feedback tốt thì bắt đầu nhầm đi đến cái bước là là nhập khoảng độ tầm 50 100 cái về và chạy và sẽ gối nhau đấy, sẽ gối nhau gối từ từ thôi không vội sản phẩm rất nhiều nên nó không vội